Bạn có một nhóm bạn siêu lầy, siêu bựa, bạn muốn giới thiệu nhóm bạn của mình một cách ấn tượng nhất và chả giống ai. Vậy thì video này sinh ra dành cho bạn rồi đấy. 10 mẫu slide giới thiệu thành viên nhóm sau đây cực lầy cực ấn tượng, chắc chắn không đụng hàng. Link tải về chọn bộ ở link bài viết dưới phần mô tả video này. Tựa game Candy Crush Saga là một cái tên tuyệt vời để chơi giết thời gian. Nếu bạn có lỡ yêu thích thế giới đầy sắc màu và kẹo ngọt trong game thì mẫu slide này là dành cho bạn. Với những hình ảnh siêu dễ thương, tràn ngập màu sắc tươi tắn thì bài thuyết trình giới thiệu thành viên nhóm của bạn sẽ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Google là một công cụ tìm kiếm quyền lực và phổ biến nhất trên thế giới. Làm thế nào để biến một thứ đã quá quen thuộc với mọi người thành một thứ gì đó ấn tượng với tất cả mọi người được nhỉ? Bạn đang muốn dấn chân vào một tập đoàn, công ty lớn? Hãy sử dụng ngay mẫu slide PowerPoint này để giới thiệu bản thân cho ban lãnh đạo công ty nhé. Thiết kế hiện đại, đầy đủ các hình vẽ, bảng biểu chắc chắn sẽ giúp buổi thuyết trình của bạn trở nên mượt mà và đơn giản hơn rất nhiều. Hàng ngày chúng ta vẫn thường dùng Messenger để nhắn tin với bạn bè đúng không nào? Vậy tại sao chúng ta không dùng chính ứng dụng này để giới thiệu những đứa bạn lắm mồm của mình nhỉ? Nghe đã thấy thú vị rồi phải không? Hãy biến bài thuyết trình của mình thành một cuộc trò chuyện thường ngày. Chắc chắn nó sẽ khiến người nghe cảm thấy rất quen thuộc đấy. Để hiểu rõ hơn về các thành viên trong nhóm thì cách tốt nhất là đặt các câu hỏi về họ. Thay vì những câu hỏi đơn giản thông dụng, hãy cùng tạo một mini game cho người nghe nhé. Slide này vừa tạo được sự thu hút vừa giúp người nghe nắm bắt được các thông tin về thành viên trong nhóm một cách nhanh chóng và chủ động. Các siêu anh hùng của Marvel luôn là biểu tượng cho rất nhiều người trong chúng ta. Có khi nào các bạn nghĩ mình sẽ hóa thân vào một trong số các anh hùng của Marvel không? Chiếc slide này sẽ biến giấc mơ của các bạn thành sự thật. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ hóa thân vào một siêu anh hùng với các thông tin và tính cách riêng. Có lẽ các bạn đã quá quen với việc mua sắm trên Shopee rồi phải không? Sẽ thế nào nếu đứa bạn trong nhóm được bán trên Shopee nhỉ? Haha, nếu là tôi chắc chắn sẽ cho đánh giá một sao ngay. Chiếc slide siêu lầy này mô phỏng lại toàn bộ các bước lựa chọn tham khảo sản phẩm và mua sắm chúng. Với các sản phẩm ở đây là các thành viên trong nhóm nhé. Slide này sẽ có chủ đề về một streamer siêu nổi tiếng Anh bị miso. Nếu là fan cứng, fan bê tông, fan 20 năm hay thậm chí là anti 20 năm thì cũng tham khảo ngay mẫu slide siêu đáng yêu hài hước này nhé. Các bạn thường dùng Twitter để làm gì? Để ngắm gái chứ gì, tôi lại hiểu các ông quá mặt cười. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng mạng xã hội này để PR cho lũ bạn ăn hại của chúng ta nhé. Và đừng quên viết những lời hay ý đẹp để giới thiệu đám bạn của mình nhé. Hồng đen trong khu vực bạn đó. Nếu bạn cũng là một con nghiện Blackpink như tôi thì đây là mẫu slide chân ái của bạn. Mấy khi mới được hóa thân vào các chị đẹp phải không nào? Với tông màu xanh đậm cùng những hình ảnh có chuyển động mượt mà. Mẫu slide này sẽ biến bài thuyết trình của bạn thành một bộ phim hoạt hình siêu hấp dẫn và sinh động. Các bạn đã chọn được cho mình một chiếc slide giới thiệu các thành viên trong nhóm chưa? Vẫn chưa á? Tôi cũng chịu các bạn luôn đấy. Để tải về chọn bộ slide các bạn hãy nhấn vào link bài viết ở phần mô tả của bài video này nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích hãy để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.